nghi bên trong mộ bà cụ mới chôn có vàng, kẻ gian liều lĩnh đào lên để trộm cắp. Theo trình bày của anh Liêm, khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2024, nhằm 30 Tết, gia đình đến tảo mộ ông bà thì hoảng hốt phát hiện phần mộ của bà ngoại bị xúc cát đổ ra bên ngoài, lộ áo quan, nắp quan tài đã bị cậy phá hư hỏng. Gia đình liền gọi điện trình báo vụ việc cho chính quyền và công an xã Bình Đào. Ngay sau đó, công an huyện Thăng Bình nhanh chóng có mặt kiểm tra hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Được biết, bà ngoại anh Liêm mất được 21 tháng. Trước khi mất, gia đình có bỏ một miếng vàng mỏng trị giá chỉ vài trăm ngàn vào miệng bà, theo tục lệ địa phương. Sau khi mai táng, gia đình đã xây mộ bằng xi măng và đá granite. Tại hiện trường, công an xã Bình Đào phát hiện phần mộ bà A bị đào bới cát, lộ quan tài và phần đầu quan tài bị đục phá, móc xác trà, vải bọc thi thể bên trong quan tài ra. Nghi ngờ mục đích để trộm vàng chứ không phải đào trộm hài cốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!